Ồ, hai cái gang luôn à. Ôi, nó ngọt mà phải gọi là nó ngọt mà nó ngọt. Ngọt khé cổ luôn á. Ngon. Ui ôi tiền. Má, quả báo đến sớm vờ lờ. Precision and grace. Hai cái găng tay là đó là bao tay đạo tặc, bạn chỉ mang được một món thôi, hai món còn lại là tự nâng cấp. Nâng cấp hên xui. Trong dàn đồ tất cả bao nhiêu món đồ đấy thì nâng cấp. Nó sẽ hên xui. Nâng cấp hai món còn lại cho bạn. Có thể là như ý, có thể là không như ý. Nó sẽ ăn cắp tất cả mọi thứ trừ đồ hệ. Ui 5 tiền, quả này ngon, quả này ngon. Chấm hỏi bé bé mà 5 tiền là ngon. Cassadin bây giờ như lề, chả muốn chơi luôn. Bây giờ nó chỉ gọi là tăng cơ đi. Châu bò tăng cơ đi, chả được gì. On the prowl. Rác tinh thần này duy trì chụp tội. Combo này combo Kennen này. Combo này combo Kennen hoặc Morgana. Combo này Kennen đúng không? Một là Kennen hay Morgana. Rác tinh thần nước mắt. Thôi ôi, còn thích bán luôn Mulissandra. Không, muốn chơi là chỉ có thể chơi vậy nè. Muốn giờ chơi phá game là nuôi Blitz. Cho Blitz cầm Sojin vô cực với lại cái đồ chí mạng kỹ năng ấy. Đó, chơi bốn con hoàng giả. Cho Blitz nó đánh nhanh nhanh tí. Hoặc là cứ chơi AP thôi, ba con AP vô, Blitz kéo phát chết thẳng. Bỏ mẹ rồi, thắng rồi. Thằng này nó bán máu kinh quá. À không, nó bị nó bleed bây giờ mạnh lắm, bleed 1 bây giờ mạnh lắm. Ờ Pika không lướt được, hay. Thắng à, thua rồi. Pika không lướt được. Hay đấy. Chuẩn bài. Sau tí kéo Pika lại giết Pika này. Kéo Pika lại giết Pika này. Đó, hay em ơi. Hay em ơi. Ok em ơi. Thua rồi, mày quá. Thank you.
dark should fear me. Chơi và rất chán rồi, không chơi nữa. Vãi nồi đánh nhau. Mấy anh lầy chơi chung. Vãi nồi à, mình thắng. Vãi toàn thắng bán máu. Vãi kết nồi, đéo làm được găng tay với bọn này luôn à. Toàn mấy ông thần bán máu thì phải gọi là level best. Ê, nó không được cánh tay hả? Alo. Đây, Kenan đây. The dark should fear me. I release them from their pain. Mấy em này chơi mà chơi hát đó nhỉ? Đánh thường mà thấy hát hùng kinh nha. Mẹ nãy nuôi Kata hụt, không lẽ giờ nuôi Kata, không lẽ giờ nuôi Kata lại? Kata này chưa thể hiện được gì. Bây giờ có cái thìa là đẹp. Kata quỷ trước. Không? Xong rồi Emily với lại Kali. Quỷ Emily Kali hoặc là Zed. Rồi vô cực. Ôi còn nhiều đồ lắm. Thìa này. Hai cái thằng đấu tập với một cái gậy. Hơi căng. Noxus and taste your own blood. Rên ga lắm thế. Let's see what they're made of. Đùa chứ rên ga gì à? Dám thôi, bỏ đi. I shall show them what it is to fall. Từ ơi, thua mẹ quái bây giờ. Cho người khác phép.
Đây, một cái gang. Tôi chơi 6 hiệp sĩ 3 lùn. Lại. À. Má toàn đôi thông á. À đôi thông. Mấy đời. Không, không lấy nè. Không lấy nè. Đây, xin du hai, không lấy nè. Không có lấy nè. Nè dạo này bị nếp với lại. Đuôi lắm, đây. Rồi, ok đó. Thấy là có vẻ ok la đấy. Bobby xin. Mình biến con này thành lùn. Là mình bỏ con Lulu đi, hiểu không? 6 con hiệp sĩ, 3 con lùn, 2 con hồ huê. Cho con Sinh Du thành lùn. Để cho nó vút rồng. Lầy. Để con Sinh Du vào làm mát khốn nạn luôn. Hứa với các bạn là bài này không có thằng nào hoang dã, mà thậm chí có hoang dã chưa chắc ăn được mình. Khốn nạn lắm, bài này khốn nạn lắm. Anh em để đấy. Thì ở đâu? Thì ở đâu? Ui, xin dù. À, đang máu, giác tinh thần với trình trực tội. Hoặc là cho Senju hai cái này cũng được. Thôi từ từ. Cho Bobby hai cái này chứ. Tôi cần thì à. Nói chung là bây giờ mình cần thì à. Tính ra là mình lấy gì chỉ chuộc tội cho con này cũng được. Mà thôi, tôi phá game chơi, phá bọn nó chơi. Thôi, phải bán. Bi có bụng gì từ từ. Lầy lắm, đội hình này lầy lắm. Cái léo vô lầy, vô địch, từ từ. Không được thì bây giờ mình có một cái gậy mình nuôi cái nem cũng được. Bắn chết được tôi hơi cực. Thiệt. Bắn chết được tôi là mát cực.
cho con Senyoni lùn này. À, đồ lùn này. Cái gì nữa ta? Cho Senyoni cầm đồ lùn này, cầm găng tay băng giá này, là coi như là với bút rồng là nó bất con mẹ nó tử luôn rồi. Chơi với cái thể loại này chán lắm rồi. Chơi kiểu thể loại gọi là Riven, Riven kiểu chán lắm rồi. Giờ chơi lầy. Giờ tới gọi là chương trình chơi lầy. Ông này chơi hoang dã. Nào, xe 4 hoang dã, tí gặp ông này mệt á. Chỉ ông này ông tấm mình chết á. Tiếp thay mình có cái nen các bạn. Em xa hạnh phúc, anh ơi anh đừng lo. Đã có thìa đây, đã có thìa cho vui coi. Lắm bị ép thế. Vỡ mẹ nó kế hoạch. Thôi, nếu mà vỡ kế hoạch thì đồ này mình chuyển sang mình nuôi Akali. 6 hiệp sĩ Akali. Akali 2 vô cực. 2 vô cực 2 nước mắt. Vậy thôi. Mẹ chiến thuật luôn, chán vãi lì. À, bắn được chết cái đội của mình nó cũng lầy vãi cái kích. Rồi đi đái nha anh em ạ. Đau. Giờ ra thêm con kêu là vui rồi.
À, tìm lại mấy thôi luôn ạ. Vỡ chính thọt rồi, đồ đạc chán quá. Một cái thì hai cái thì ê, có thể nhặt được này. Chưa vỡ, chưa vỡ. Ui, Akali kháng phép bút rồng kìa. Không thể bắt Akali kháng phép cũng được. Một cái thìa rồi, để xem không được thì phải lấy con Akali. Rồi, lấy con Akali thôi. Akali hai vô cực 1 phút rồng à. Hai vô cực 1 phút rồng, bán Kennen luôn. Từ từ, khi nào mà ra bán luôn, từ cái đéo, bán luôn. Thử nha. Bây giờ chuyển sang test Akali, xem Akali chịu nổi không. À, 4 hiệp sĩ. À, bán đưa hai con này ra, con này vô đó, thế này đi, cứ để đấy, để 6 hiệp sĩ test thiên thần cho con này đó. Rồi vô cực thế, từ từ kháng phép hai vô cực đó, thử. Trời ơi, mình nhờ Akali 1. Nhờ Akali 1. Akali 1. Không phải chuyện đùa. Nha, đi. Không phải dạng vừa đâu, mà là dạng rộng ra. Akali đam to nhưng giấy ai nói không? Akali giấy, Akali 2 hay bị cho bò đấy, đừng đùa. Giấy cái gì? Thằng này thêm được cái cái gì ta, dây chuyền trực tội nữa là ngon. Thấy không, quay ngoắt luôn, test mà. 6 hiệp sĩ, 2 hậu vệ Akali thì Akali châu vãi lên đi giấy cái gì. Nè, 65% chí mạng game, 1700 sát thương phép nè. Đó. Ra Kali bây giờ ngon hơn nuôi Raven nhiều. Bán kinh điển đi rồi, không thôi là để kinh điển lấy 2 ma trước đi. Bây giờ lên chết 9, chơi 6 hiệp sĩ. 6 hiệp sĩ, 2 hậu vệ, 1 Akali. Nè, đây là Akali 1. Mà nó đã tỷ lệ gây 1350 sức thân phép rồi. Akali 2 thì sao? Akali 2 thì khoảng 2000 mấy. Phần trăm của 350 là 175. Ôi có thìa này, đẹp mẹ bây giờ lại bắt thìa thần lùn á, dây chuyền chúng tôi lùn á. Đầu bán mẹ cái men rồi, đợi mà. Tiếng con lùn ném đang ấy. Ui, hai con hư không này bay. Ấy chết mẹ, ba hiệp sĩ không được.
yours. Yes. Ôi, tôi lên chết 9 luôn. Để Lulu vô. Lulu búp búp một cái cứu bồ. Lại lắm, đồ hình này lại lắm. À, con Senju, bây giờ con Senju à. Con Senju né 30%, cộng cái này là được 20% là 50%. À, tiếc quá, không có cái găng tay không dạ. Lý một cái mốt là Akali 1 đấy, Akali 2 này nó khác. Bốn hoang dã này đã đấm lùn con hùn phát nào. Gặp bốn hoang dã mệt á. Độ này là mình phải Akali 2 sớm sớm vào. Không là mình chơi 6 hiệp sĩ vào là mình không sợ đó. 6 hiệp sĩ với lại Akali 2 là hết sợ à. Nên kiếm một Akali 2 cái rồi chơi không? Ma này. Chứ là con kêu quá thì đẹp. Bạn. We are what we overcome. Akali 2 cái gì rồi? Thích tiền. Đây à. Should have run. Sao lên 1k8. Này thì rồng. Này thì na. Rồng này vuốt rồng có 400 mấy nha cưng. Rồng. Rồng này. Rồi để tiền rồi, giờ để tiền rồi. Cali bùa đỏ không cần. Ý, má giờ này mới có cái này à. Lượng cái này cho con copy cũng được. Không có đồ hiệp sĩ nha. Có đồ hiệp sĩ thì ngon quá. Lượng này copy đi. Có đồ hiệp sĩ thì ngon quá. Thôi ván này mình thua thằng này chắc rồi. Không đủ 6 hiệp sĩ là thua nó rồi. Gặp thằng đấy là mình thua thôi. Trời ơi. Thôi. Xiên. Xiên. Ôi giời, K9 máu. Phê 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 phê. Giờ bỏ cái le nhờ. À giờ được cái le thôi. Nè, có khả năng chí mạng lên 2563 sát thương phép nè, thấy không? Hơi bị gắt đấy, chí mạng hơi kinh. Cái game này mình reset chim nha. Gặp hoang dã mới sợ thôi, gặp mấy thằng này không sợ. Trời mà nó trời. Thằng Raven trời 10 năm sau mới chết được cái con Varus. À cái con Bobby à. Má có Senju bé tí hết kìa. Senju nó bé đừng hỏi.
Ôi xin vui như tí hôn chứ đấy. Đầy quá. Kiếm súng cho Pan đi. Xin vui tí hôn vậy. Xong bắt na thì lulu thôi, mình muốn tiết kiệm tiền đó mà, tí mình bỏ luôn mà. Muốn đấu đâu cái thằng này là phải bỏ luôn. Nó hoang dã mình luôn cũng như không. Trời nó đón luôn nè. Thôi thua mẹ rồi. Đối đầu với hoang dã bạn xài luôn cũng như không thôi. Bạn phải bỏ con này ra. Nhát con Garen với con kêu vô. Lấy 6 hiệp sĩ. Bỏ luôn. 6 hiệp sĩ, 2 hậu vệ thì mới chơi lại nó. Stand up. Face me again. Let's go. Sao đá Bobby thì cũng được. Sao luôn lại sợ hoang dã đánh không miss. Nè, nó đánh không miss đâu. Nè các bạn nhìn nó đánh không miss. Rồi xin con rồng trước đây, hai. Hai, chết rồng rồi. Thấy chưa? Nó đánh đâu bị miss đâu. Nó cạp chết. Thấy chưa? Tao nói mà, đánh không lại nó đâu. Với lại con Akali, con này của nó cầm cái ma vũ song kiếm. Mình không thể nào mình đánh xuyên như cái ma vũ song kiếm được, bạn hiểu không? Đánh không xuyên như cái ma vũ được. Con Akali đánh không vô ma vũ được. Ma vũ song kiếm nó né cả chí mạng kỹ năng này. Né mọi đòn chí mạng này, thấy không? Cả kỹ năng lẫn cả kỹ năng lẫn đánh thường nó né hết. Rôn gì nữa? Hết ra này nó chết rồi, mình sợ mỗi thằng đấy thôi. Mình sợ mỗi thằng đấy, có sợ thằng nào đâu. Thằng nào mình cũng biết. Mấy thằng này đánh có mất máu đâu, đó gì. Đó là chỉ sợ nó thôi mà. Thiếu một đồng. Phải nồi. Giờ chả cần ba lùn nữa. Bây giờ cần kêu. Kêu sang con này là xong. Cần kêu thôi. Mấy thằng này tốn tiền là đếp gì. Bây giờ làm những cái đồ lùn là ngon rồi. Cái này không có kêu luôn. Lượm này đi. Cho na vô luôn. No cure for fools. Lùn đối với thằng này không có cái gì gọi là nó sợ hết.
Không có kêu thua rồi. Rồng 3 luôn. Ủa, con giả nó không sợ mình đâu. Bài này mạnh quá. Bài mạnh thế kia các bạn. Nali 3 rồng 3 mà. Nali 3 rồng 3 mà chứ không là ai, trừ khi mình có kêu. Có kêu thì 6 hiệp